Đây là phiếu xuất kho ngày 5 tháng 1, xuất kho nguyên vật liệu theo đơn đặt hàng mà các bạn đã thực hiện. Căn cứ vào những thành phẩm thì chúng ta sẽ phải thực hiện đưa nguyên vật liệu vào sản xuất ra các thành phẩm theo đơn đặt hàng. Và ở đây nguyên vật liệu chúng ta xuất ra là thép SS400. Số lượng xuất để đưa vào quá trình sản xuất là 112 kg. Khi xuất nguyên vật liệu để đưa vào quá trình sản xuất sẽ làm giảm kho nguyên vật liệu và làm tăng chi phí sản xuất. Nghiệp vụ phản ánh đối với xuất kho nguyên vật liệu: nợ cho tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc nợ cho tài khoản 621 theo thông tư 200 để làm tăng chi phí sản xuất. Có cho tài khoản 152 làm giảm kho nguyên vật liệu. Lưu ý đối với các bạn thực hiện theo thông tư 133, tất cả các tài khoản nợ 154 chúng ta sẽ phải chọn khoản mục chi phí tương ứng là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Căn cứ vào phiếu xuất kho ngày 5 tháng 1, các bạn sẽ thực hiện trên phần mềm như sau. Đối với lập phiếu xuất kho, các bạn sẽ vào phân hệ kho và chọn lập phiếu xuất kho. Ở đây chúng ta phải nhớ tích chọn phiếu xuất kho cho sản xuất. Người nhận căn cứ vào phiếu xuất kho là nhân viên Lưu Minh Châu thuộc bộ phận sản xuất. Lý do các bạn sẽ ghi xuất kho nguyên vật liệu cho đơn hàng: ngày hạch toán, ngày chứng từ căn cứ trên phiếu xuất kho là ngày 5 tháng 1 năm tài chính. Ở phần số chứng từ các bạn sẽ để phần mềm tự động cập nhật. Sau khi điền xong toàn bộ phần thông tin chung, chúng ta sẽ xuống phần một nhỏ ở phần mã hàng. Các bạn sẽ chọn mã nguyên vật liệu là thép SS400. Số lượng xuất là 112 kg. Được xuất từ kho 152, do đó sẽ làm giảm kho nguyên vật liệu. Bút toán phản ánh đối với xuất kho nguyên vật liệu: nợ cho tài khoản 621 theo thông tư 200 và có cho tài khoản 152. Ở phần đơn giá và thành tiền, sau khi thực hiện việc tính giá xuất kho, phần mềm sẽ tự động cập nhật lên. Đối với thông tư 200, các bạn sẽ không cần phải chọn khoản mục chi phí. Và lưu ý, đây là các nguyên vật liệu đưa vào quá trình sản xuất cho đơn hàng ngày 5 tháng 1. Do đó, các bạn phải chọn trực tiếp nguyên vật liệu cho đơn hàng của ngày 5 tháng 1, công ty cổ phần Ritech Việt Nam. Còn theo thông tư 200, chúng ta sẽ phản ánh vào nợ của tài khoản 154. Và tài khoản 154 sẽ phải luôn có khoản mục chi phí đi kèm. Các bạn sẽ chọn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Hạch toán xong, kiểm tra lại toàn bộ các nghiệp vụ hạch toán và tổng số lượng nguyên vật liệu đưa vào quá trình sản xuất. Đúng rồi thì chúng ta sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ. Và ở đây chúng ta thực hiện việc đưa nguyên vật liệu vào quá trình sản xuất cho đơn hàng. Các bạn đã trực tiếp chọn cho đơn hàng số 01. Do đó ở phần đối tượng tập hợp chi phí chúng ta sẽ không chọn. Để kiểm tra lại phiếu xuất kho theo đơn đặt hàng, chúng ta sẽ vào phân hệ kho, chọn tab nhập xuất kho, chọn kỳ mà các bạn muốn kiểm tra, sau đó nhấn lấy dữ liệu. Đây là phiếu xuất kho nguyên vật liệu cho đơn hàng ngày 5 tháng 1. Sau khi thực hiện việc tính giá xuất kho cho các nguyên vật liệu, phần mềm sẽ tự động cập nhật tổng số tiền cho các phiếu xuất kho. Như vậy, tôi vừa hướng dẫn cho các bạn thực hiện lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu cho đơn đặt hàng ngày 5 tháng 1 trên phần mềm kế toán MISA.